cước luôn này nhỉ. Đây, kết luôn. Gì xong không còn gì à? Mày xin chào anh em nhá. Nay anh em lại làm một con đây là con lợn bản. Anh em tụ họp hôm nay làm một tí huyết canh con lợn bản. Làm cân. Đây đâu có gì đâu. Con này đúng lòng xe điều luôn tôi ạ. Ủa. Ô đâu. Cứ cứ thưa ra của ạ, nhìn màu quá. Hai gan chày, hai ba gan chày một quá. Thank you.
chuẩn. Tái chanh nhá. Hai cái này để tái chanh. Còn là hai cái ba chỉ này để hấp. Hai cái này để hấp. Được nhá. Bùi này cũng hấp rồi. Ngon, con này nó rất ngon. Dài ra của nó này đã hấp xong rồi này. Đấy, đưa vào cái này mà cắt cơn thì chấm hết luôn.
đầu cũng xỉu. Bảo bạn 33 tí canh nha anh em nhá. Thì anh em người cắt cơn 33 tí canh rồi. Cắt cơn tí canh em lợn mán. Quên vừa không nướng tí gan cho nó thơm em. Ủa, có gan tí thái trên. Một mảnh gan ở trên. Có gan tí thái trên. Bấm quay băm em nướng băm. Băm vào đây. Khi thì được. Nếu đủ nước thì cho hết luôn. Mèo quá ạ. Nhìn mèo. Thỏ.
Không ạ.